chén trà trong hai tay, chén miệng nắm tròn đời, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Ly ngon chén nữa cho chén trà thơm, họ nước đến từ đâu? Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Chén trà trong hai tay, chén miệng nắm tròn đời, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Ly uống chén nữa cho chén trà thơm, họ nước đến từ đâu? Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn vừa mới nghe bài hát thiền ca mang tên là Thiền Trà. Thì đây là một cái bài hát mà Phương yêu thích và hay lẩm nhẩm ở trong đầu gần đây. Và như các bạn đã thấy thì hôm nay chúng ta sẽ có một video thu lại nữa, chứ không phải là một video livestream, bởi vì là Nam Phương và team của Nam Phương đến thời điểm hiện nay, khi mà các bạn xem cái video thu sẵn này của Phương thì tụi mình đang ở một cái khóa thiền ở Bảo Lộc, và tụi mình cũng sẽ là có cái dịp lần đầu tiên mà gặp nhau á, và đã quyết định là gặp nhau đầy đủ nhất ở trong cái khóa thiền. Thì hy vọng là các bạn ở nhà cũng sẽ có những cái thời gian để mà vén mây ở trong lòng thông qua những cái video thu sẵn này. Tụi mình làm những cái điều này tất cả là vì các bạn mà thôi. Mong các bạn sẽ có những cái giờ phút yên vui và êm ấm vào kết thúc mỗi ngày. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn một cái thông điệp ngày mới, thông điệp cuối ngày nữa nhé. Ok, rồi, bộ bài gì của mình, để xem hôm nay là bộ bài nói gì về chúng ta ha. Mình sẽ xáo lên một chút. Rồi, cũng mà là có nhìn thấy rõ không nhỉ? Đây là cái lá bài của ngày hôm nay.
Nó có tên là ưu điểm và nhược điểm. Có thể là do nó hơi bị ngược ngược, tại vì là Phương đang thu âm bằng Zoom cho nên là có thể là các bạn sẽ không nhìn thấy rõ ưu điểm và nhược điểm. Và hình ảnh một cái cô bé đang đi thăng bằng ở trên một cái giống trông giống như là cứ như là cái cầu khỉ ấy nhỉ. Rồi thì ở bên dưới cô bé là một cái hồ nước. Mình đọc cái thông điệp nhé. Ưu điểm và nhược điểm thường đi theo cặp. Người giỏi giang có thể kiêu ngạo. Người nhạy cảm có thể bi lụy. Người quyết đoán có thể độc đoán. Nhưng đó không phải là hai mặt đối lập. Nhược điểm đơn giản là ưu điểm bị mất cân bằng. Điều tôi và bạn cần làm không phải là để nén hay chối bỏ nhược điểm của mình. Chúng ta chỉ cần cân bằng lại mà thôi. Wow. Mình thích cái quan điểm nói rằng là nhược điểm đơn giản là ưu điểm bị mất cân bằng. Và cái lời khuyên sau đấy của lá bài là điều tôi và bạn cần làm không phải là để nén hay chối bỏ nhược điểm của mình. Chúng ta chỉ cần cân bằng lại mà thôi. Wow. Nói về ưu điểm và nhược điểm thì mới gần đây ở trong một cái bài viết hoặc trong một cái podcast của Nam Phương thì Phương có khuyến khích mọi người là mình đi lấy feedbacks, lấy những cái lời góp ý của người khác về ưu và cái nhược điểm của mình để mà mình dễ hoàn thiện bản thân hơn. Đó là trong cái bài viết về mối tình đầu và những cái bài học mà trong cái hành trình yêu mình. Thì đối với Phương thì đây là một cái điều mà Phương đã làm. Thường thì Phương không có viết về cái điều nào mà Phương không có làm hết, tại vì mình phải là người làm gương trước mà. Thì khi mà Phương đi hỏi feedbacks của một số người thì mình có chọn ra khoảng tầm 7 người mà mình cảm thấy vừa thân thiết với mình này, vừa tiếp xúc với mình đủ lâu để hiểu mình một cách khách quan một chút, và cũng đồng thời là một cái người rộng rãi, người cho mình cái cảm giác an toàn, người có sự thân mật đối với mình ở trong cái mối quan hệ. Đó. Thì sau khi mà mình chọn ra những cái người đấy rồi thì mình còn lập một cái file, một cái form, Google Form, và ở trong cái Google Form đó thì mình liệt kê ra các câu hỏi, và đồng thời là trong cái phần mô tả thì mình có mô tả cái ý định của cái việc là tại sao mình lại cần feedbacks và một số cái mục tiêu mà mình muốn đặt ra cho bản thân mình để mình phấn đấu đạt được. Cho dù là những cái mục tiêu phát triển bản thân, cái mục tiêu phát triển liên quan đến sự nghiệp, vân vân và vân vân đó, thì mình mới đặt ra một cái câu hỏi là theo anh chị thì em có thể phát huy được cái ưu điểm gì và cải thiện những cái nhược điểm gì để mà mình có thể đạt được cái điều đấy, đạt được những cái mục tiêu mà mình mong muốn. Thì rất là nhiều người đã đưa đến cho Phương những cái feedbacks rất là có giá trị. Thậm chí là có những cái feedbacks mà mình cũng không ngờ được luôn. Cho nên khi mà mình thắc mắc, mình hỏi thêm, thì cái việc mà họ giải thích cho mình tại sao họ lại cảm thấy mình là như vậy khiến cho mình hiểu rõ về bản thân hơn rất rất là nhiều. Đó. Thì không nhất thiết phải làm như Phương, các bạn hoàn toàn cũng có thể chỉ đơn thuần là inbox người khác. Tuy nhiên là nên cho họ biết là cái lý do thực sự mà mình mong muốn có được cái ưu nhược điểm này là gì, để kết nối với bản thân được tốt hơn, để cân bằng hơn. Giống như cái lá bài này nói rằng là nhược điểm là ưu điểm bị mất cân bằng. Vậy đó. Và mình hỏi với một cái sự trân trọng, với cái sự trân quý và biết ơn, thì chắc chắn là mọi người sẽ đưa ra cho mình rất là nhiều những cái quan điểm mà có thể là mình không ngờ được. Nếu mà mình là người không có tự tin nhiều thì mình có thể trở nên rất là bất ngờ khi mà mọi người nhìn ra được rất là nhiều cái ưu điểm của mình. Còn nếu như là mình là một người giỏi giang nhưng độc đoán ấy, thì mình sẽ có dịp nhìn lại mình. Đó. Và thậm chí mình cũng có thể là nói trước, nếu như là mình là người có một cái cơ chế phòng vệ hơi cao, tức là một cái người mà lúc nào cũng kiểu tìm cách dựng hàng rào ra và không đón nhận cái quan điểm của người khác, và mình ý thức được cái xu hướng đấy, hoặc là mình là người phòng ngự, mình là người thích cãi chẳng hạn, thì mình có thể nói trước luôn là có thể là cái cơ chế phòng ngự của tôi nó sẽ lại đi lên,
Nhưng mà không phải vì thế mà tôi không trân trọng cái góp ý này của bạn, của anh, của chị. Cho nên là tôi xin lỗi trước nếu như tôi có một cái phản ứng nào đấy. Và xin bạn hiểu rằng đấy là cái cơ chế phòng ngự ở trong tôi, đấy là cái đứa trẻ tổn thương ở trong tôi, vân vân và vân vân. Đó thì mình nghĩ rằng là khi mà mình chọn ra những cái người mà tương đối hiểu mình này, so với cái số đông, thì nó khá là an toàn để lấy cái góp ý của họ và tìm một cái chiến lược cụ thể để sửa mình theo cái góp ý đó. Rồi, thì bây giờ không chần chừ gì nữa, thì Phương cảm ơn các bạn đã nghe cái chia sẻ bla 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 đó của Phương. Và chúng ta hãy cùng ngồi lắng mình một chút trong buổi tối ngày hôm nay ha. Rồi, bây giờ mình sẽ có 10 phút ngồi lắng yên, cho nên là mời các bạn sẽ nhắm mắt lại, thư giãn và lắng nghe một cái tiếng chuông. Mình sẽ có một bài thiền, thiền thư giãn. Mình nhắm mắt lại để cho đôi mắt của mình được thư giãn. Mình lập tức thả lỏng toàn thân, buông lỏng cơ thể và cho cơ thể mình được thư giãn từ điểm đầu đến điểm cuối cùng tiếp chạm ở trên mặt đất. Mình bắt đầu với những hơi thở sâu. Hít vào thì thấy ngực của mình nâng lên, bụng phồng lên. Và thở ra thì bụng xẹp lại, ngực hạ xuống. Rồi mình có thể quay trở về với một cái hơi thở thông thường, theo nhịp điệu riêng. Rồi mình đưa sự chú ý của mình có thể neo vào cái đầu mục chính là hơi thở của mình và ý thức thư giãn qua từng hơi thở. Hoặc mình cũng có thể để cho tâm của mình theo dõi những cái chuyển biến ở bên trong thân một cách tự nhiên, xem có một cảm giác gì nó đang diễn ra, một cảm giác gì đang kêu gọi sự chú ý của mình, thì mình để cho tâm ghi nhận một cách tự nhiên. Mình có thể là vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi. Mình có thể đang cảm thấy hơi lười, hơi mệt, hơi đau nhức cơ thể. Mình ghi nhận điều đấy đối với chính mình. Và biết rằng mình đang ngồi đây để thư giãn, để chăm sóc và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Mình cảm nhận xem sự tiếp chạm của làn da mình với lớp áo quần như thế nào. Dễ chịu hay khó chịu? Cảm thấy lớp áo quần mềm mại hay là gây ngứa ngáy? Mình cảm nhận sự tiếp chạm của mông mình đối với ghế, với chỗ ngồi của mình, tiếp chạm của chân, lòng bàn chân trên mặt đất. Ý thức rằng mình đang nối kết với đất thông qua đôi chân và lòng bàn chân của mình.
lòng bàn chân của mình đang cảm thấy như thế nào? Có ngứa, ngáy, mỏi, mệt hay không? Mình giãn toàn bộ các ngón chân của mình ra, thả lỏng, cảm nhận các ngón chân và khoảng cách giữa các ngón chân. Mình cảm nhận đôi tay của mình đang đặt ở trên đùi, trên chân, hay có thể đang đặt ở trên nhau, đan vào nhau. Hãy thư giãn đôi tay của mình, thư giãn cái bộ phận mà đã làm việc cả ngày rất nhiều mệt mỏi. Mình cảm nhận đôi bờ vai của mình có đang bị xệ xuống, thì mình có thể nâng vai lên một chút và xoay vai nhẹ nhàng để cho vai đưa ra sau và khiến cho xương cột sống của mình thẳng hơn. Mình làm tất cả với sự thư giãn và quan sát trong tỉnh thức. Mình luôn luôn ý thức cơ thể phải thả lỏng và thư giãn. Mình cảm nhận sự thư giãn bên trong toàn bộ vùng thân dưới và vùng thân trên, nơi ngực của mình có thể đang cần giải tỏa đi những áp lực tích tụ trong ngày, nơi ổ bụng của mình vẫn đang phồng lên, dẹp xuống. Cảm nhận sự thư giãn trong lành này đi khắp toàn thân. Mình cũng cảm nhận sự thư giãn ở vùng đầu của mình, nơi gò má của mình, xương quai hàm của mình có thể thả lỏng hơn nữa. Mình hãy cảm nhận phần gò má và cửa miệng của mình đang được thả lỏng. Cảm nhận một chút những gì đang diễn ra bên trong khoang miệng của mình, nơi lưỡi, răng và phần phòng họng đang có phần tiếp chạm vào nhau. Mình cảm nhận những vùng cơ xung quanh mắt của mình và ý thức thả lỏng ra, thư giãn cái vùng mắt của mình ra. Mình cảm nhận cả ở bên trên cái vùng trán của mình, sự tiếp chạm của tóc với các lớp da đầu, với khuôn mặt. Mình ý thức lên đến từng cái lỗ chân lông ở trên da, ở trên từng sợi tóc, ở phần đỉnh đầu của mình. Có đang thư giãn hay không?
Một lần nữa, mình lại rà soát nhanh toàn thân, xem có điều gì mà mình có thể thư giãn hơn nữa. Có bộ phận nào mình cần chăm sóc hơn thì hãy gửi một thông điệp yêu thương đến đối với lại bộ phận này. Ví dụ như rằng, xin cảm ơn bạn. Đôi tay của tôi, đôi tay đã giúp tôi làm việc suốt cả ngày, đã gõ bàn phím mà không có được sự nghỉ ngơi trong nhiều tiếng đồng hồ, đã nấu ăn cho mọi người, đã chăm sóc đứa con nhỏ, đã vuốt ve em bé, đã phục vụ rất nhiều người. Cảm ơn đôi tay của tôi. Và gửi cái thông điệp của lòng biết ơn đối với bộ phận đấy, lặp lại 3 lần ở trong đầu. Và mình bắt đầu dần dần ý thức hơn cả những cái không gian ở xung quanh mình, cảm nhận sự thư giãn lan tỏa từ bên trong mình đến khắp không gian xung quanh. Với đôi mắt vẫn nhắm, mình mở rộng ý thức của mình. Biết rằng sự thư giãn, lòng biết ơn và sự tỉnh thức này đang làm lợi cho không chỉ mình mà còn những người xung quanh, trong không gian xung quanh. Vẫn với đôi mắt nhắm, mình lắng nghe một tiếng chuông và thư giãn theo đó. Rồi thì mình vừa mới kết thúc một cái thời thiền thư giãn thêm một lần nữa trong buổi tối ngày hôm nay. Thì mặc dù là Phương đọc cái thông điệp và thiền thư giãn cùng với mọi người vào buổi sáng, lúc mà Phương thu sẵn cái video này, nhưng mà Phương hy vọng rằng cái năng lượng mà mình có được thì sẽ hỗ trợ cho mọi người trong cái quá trình mà mình nhìn nhận rõ hơn được những cái điều gì nó đang diễn ra trong lòng. Không biết là mọi người có ghi nhận được nhiều cái suy nghĩ hay cái cảm xúc nổi lên hay không. Giống như là cái tuần vừa rồi cũng khi mà đọc những cái bài viết chia sẻ ở trong những cái thử thách 15 ngày của mọi người, thì Phương được nghe nhắc đến bản thân mình trong những cái kế hoạch, những cái dự định của các bạn như một cái người mà có vai trò trợ giúp và hướng dẫn một phần nào đấy. Tuy nhiên thì cái cuộc hành trình lớn nhất vẫn là của các bạn tự đi, và Phương cảm thấy rằng là Phương muốn nói lời cảm ơn các bạn, bởi vì là chỉ riêng cái việc mà các bạn có thể cho mình ngồi yên mỗi ngày này, cho các bạn cái sự thương mình đúng cách, một cách trọn vẹn, một cách sâu sắc, thì cái điều này nó là không chỉ dành cho các bạn mà nó còn dành cho những cái người xung quanh và cho cả tất cả xã hội nói chung, và bao gồm cả Phương trong đấy. Bởi vì cứ càng có nhiều cái cá nhân mà mình biết cách tìm đến những cái an ổn, bình an ở bên trong chính mình, biết cách kết nối với chính mình và biết cách sống chậm hơn, sâu sắc và trọn vẹn hơn, thì lúc đó là những cái năng lượng tích cực nó tỏa ra xung quanh này. Đồng thời là các bạn cũng tự biết được là mình sẽ cần làm gì và không cần làm gì, biết cách cân bằng những cái ưu điểm, nhược điểm của bản thân mình. Và từ đấy Phương thực sự tin rằng khi mà mình biết cách cân bằng, mỗi cá nhân biết cách cân bằng từ sâu bên trong, thì mình sẽ có những cái lựa chọn tỉnh thức và tốt nhất cho cả thế giới. Nó không chỉ là những cái việc lớn lao gì đấy, những cái lý tưởng cũ của các bạn, đôi khi nó chỉ đơn thuần là mình mang cái năng lượng
này, đến cho bữa cơm gia đình, đến cho hạnh phúc của gia đình với những cái người thân yêu nhất của bản thân mình, hay là mình mang cái sự an bình này đến cho những cái người đồng nghiệp của mình vào ngày mai khi mà mình đi làm, và mình sẽ thay vì là mình phản ứng lại đối với những cái áp lực thì mình sẽ bắt đầu có những cái phút lắng mình nhiều hơn, và trong cái phút lắng mình đấy thì mình hiểu ra rằng cái bản chất thật sự của mình nó cao đẹp hơn thế, nó có nhiều, mình có nhiều cái giá trị nhiều hơn thế, và mình sẽ lựa chọn cái cách phản ứng khôn ngoan hơn, nó trưởng thành hơn và nó mang lại cái sự yên vui cho chính các bạn về lâu dài rất là nhiều. Rồi, thì bây giờ Phương xin kết thúc cái buổi ngày hôm nay với một vài cái phần chia sẻ ngắn gọn như thế. Và nếu như các bạn có một cái lời tâm sự nào đấy, có một cái thắc mắc hay là một cái phần chia sẻ đối với cộng đồng thì các bạn có thể chọn cách là inbox cho Phương. Phương sẽ đọc những cái lời tâm sự của các bạn khi trở về, hoặc cũng đơn thuần là có thể chỉ cần comment ở đây thôi, hoặc cũng có thể là chia sẻ thông qua cộng đồng Chậm Chậm Mà Sống. Thì xin cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Phương vẫn đang theo dõi và ghi nhận lại những cái chia sẻ của các bạn ở trong cộng đồng, thì trong tương lai sẽ mang lại đến nhiều cái giá trị hơn cho các bạn. Bây giờ thì xin chúc các bạn ngủ ngon này, và chúc các bạn trong những cái ngày tới sẽ có đủ can nhẹ, đảm, đủ kiên nhẫn và yêu thương đối với chính mình để vén mây trong lòng mỗi buổi tối. Và để rồi các bạn sẽ thấy lòng mình thanh thang hơn, rộng mở hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ha.